Ơi, xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với Hôm Nay Em Gì. Hôm Nay Em Gì. Ngày hôm nay thì bọn mình đang có mặt tại Vincom Trần Duy Hưng. Và đằng sau bọn mình là một cái sự kiện nó rất là lớn, nó rất là to. Và các bạn thấy rằng ở đây có rất là nhiều sữa. Sự kiện ngày hôm nay thì như các bạn có thể thấy có tên là Korea Milk Playground. Thì với 8 brand sữa rất là nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Và ngày hôm nay thì bọn mình sẽ cùng với các bạn đi trải nghiệm sản phẩm những sữa có ở đây. Bên cạnh những cái trải nghiệm sữa thì chúng ta còn có những hoạt động và cùng với đó là những phần quà đến từ các nhà tài trợ. Đúng rồi, chúng ta có sẽ có rất là nhiều quà và ngay bây giờ hãy cùng chúng mình đi vào bên trong sự kiện để xem nó có cái gì nhá. Đấy. Và khi các bạn đủ 3 dấu đúng không? Đúng rồi, đủ 3 dấu là các bạn có cơ hội nhận được một cái phong bì. Trong phong bì đó ấy, thì sẽ có rất là nhiều phần quà tới từ nhóm nhạc BTS. Và như vậy là các bạn có thấy rằng đây chính là những cái tác phẩm của bọn mình đến từ Hoàng CS Channel. Đúng rồi, và như thường lệ thì bây giờ là bọn mình sẽ tiến hành là chụp ảnh cái tác phẩm này đấy, để đăng lên Facebook. Và yes, 2 dấu rồi. Thôi chị nói đi. Mày hỏi, mày cứ mày hỏi. Mình có được ăn cơm với phí không chị nhỉ? Ăn được. Và như vậy thì qua cái quá trình gọi là can đảm của mình thì mình đã chúng ta đã có ba loại kem. Đấy, ở đây là chúng ta có kem sô cô la mà mình rất là thích. Đây là đậu đỏ đúng không? Đỏ, đây là kem dưa gang. Dưa gang này cực ngon luôn. Đây chính là kem cá của hãng Bing Grey. Thực sự là đây đã là một trong những cái mà các bạn trẻ của Việt Nam đặc biệt yêu thích luôn. Đấy, đây kem cá đây. Mùa thu xe như này ăn kem ngon nhỉ. Ăn kem cá ăn mãi không chán nhỉ. Dẻo quá. Xong rồi chúng ta sẽ có sô cô la này. Xịn chưa? Úi giời ơi. Đấy, úi giời. Ơ nhưng mà chị ơi, nhìn kìa. Nhưng mà mình cũng ôi. Xịn chưa? Ăn cảnh trong luôn. Kia có cả máy ảnh luôn chị. Mình cũng được chụp đấy. Đúng rồi. Thôi được lấy ảnh luôn nhỉ. Đấy, vào nhá. Ôi, tuy nhiên thì với sự kiện này chúng ta không chỉ có chụp ảnh, không chỉ có kem, chúng ta còn rất là nhiều những cái loại sữa đúng không ạ? Chúng ta có quầy trải nghiệm sữa. Và ôi. Order. Ok. Chắc chị em mình thử hết đi. Hả? Sao chị hết máu thì chị? Mình thử hết chứ không mà. Được rồi. Chị Yến đã nói như vậy rồi thì chúng ta thử hết đi. À bạn ơi, cho mình thử hết tất cả các loại sữa đi. Wow. Ủa, nhiều sữa đấy. Cái hãng bạn đấy là hãng kem này, Bing Grey này. Đấy. Kem này. Từ nay đi Hàn Quốc chị có uống rồi này. Ui. Nói chung là ở đây là chúng ta có tất cả các loại sữa của tất cả hãng luôn. Thôi bê đi em. Đây. Ta-da. Như vậy là mình đã có rất nhiều sữa ở đây rồi. Trời ơi, gọi là đây là khắp sữa. Đấy, ta sẽ cùng nhau thưởng thức những loại sữa này nhá. Yonsei, Seoul New, Main, Bing Grey, rồi Hàn Khúc này. Latte Food có đến 8 brand sữa liền. Nhưng mà ngày hôm nay thì bọn mình sẽ cùng nhau thử những loại sữa tươi đóng hộp này. Sữa 1 không dành cho em đâu Chiều ạ. Vâng, sữa 1 thì có lẽ là khi nào em có bầu thì dành cho các mẹ đang xem clip này. Giới thiệu với các bạn một chút là sữa của mình ở đây là sữa của hãng Yonsei. Hãng này thì sẽ có 3 loại, thứ nhất là sô-cô-la này, thứ hai là dâu này và thứ ba là chuối. Mình sẽ thử sô-cô-la, chị Yến sẽ là dâu. Mình sẽ là chuối. Đúng rồi. Ở đây có rất nhiều loại sữa mà chị thấy bình thường chỉ có khi nào mình sang Hàn Quốc ấy, mình mới được kiểu vào siêu thị tiện lợi mua những hộp sữa này check in ấy nhở, trông xinh nhở. Chị ơi, ngon lắm chị ơi. Ngon nhở? Thơm ấy, ngon cực kỳ. Nó ngon lắm ấy, nó như kiểu là sô-cô-la nó chảy vào họng ấy nhở. Sướng uống sữa sô-cô-la mà như sô-cô-la đúng không? Công nhận là hầu như là sữa của Hàn Quốc, sữa sô cô la ấy, nó rất đậm vị sô cô la luôn ấy. Nó đậm lắm ấy. Mà nhiều khi uống còn thấy hơi vị hơi đắng của sô cô la còn nguyên chất cơ. Tươi nhìn hình thức cũng xinh quá. Đấy là Yonsei. Yo. Này, Seon Mew chị thấy cũng có nhiều vị đấy, mỗi chị
đi. Đây là xịn sô cô la đi. Sô cô la đi. Sô cô la đi. Ở đây là chúng ta có sữa nguyên chất này. Còn đây là sữa dâu. À, đây là coffee, đây là sữa cà phê. À, cà phê à? Ừ, em chưa thấy sữa cà phê bao giờ. Chị cũng thế. Tao cũng thế. Tao muốn thử. Ui, thơm lắm em ơi. Nè. Ngửi đi, ngửi đi. Nhưng mà chị Yến thì chị nói rằng là hãng siêu meal này thì sang Hàn Quốc ấy thì chị uống rất là nhiều. Nhưng mà đây là lần đầu tiên chị uống cà phê. Đúng rồi, chị toàn uống cái sữa màu xanh này của em này. Cái vị nó rất là tươi, ngon. Với cả hầu hết những cái hãng sữa của Hàn Quốc ấy, khi mình uống ấy, nó vẫn rất là ngậy, rất là thơm nhưng mà nó lại béo ấy. Cảm giác nó béo, không bị đặc quá, bị sữa. Cảm giác nó không bị ngấy đúng không? Ừ. Đấy rồi. Chị ơi, cho em thử cái này không? Cà phê đúng không? Em chấm nãy giờ. Uống sữa nguyên chất thì ngon thật sự luôn ấy. Ngon không? Đậm đà hương vị cà phê. Đây là thịt dâu. Chị vẫn thích nhất loại này này. Cái này giống như kiểu là một nửa trẻ con, một nửa người lớn ấy. Cái tuổi giờ ấy. Giống chiều luôn. Chị cũng biết thôi, đây là một trong những cái thương hiệu nó rất là nổi tiếng trong những cái trường trung học tại Hàn Quốc. Ừ đúng. Tại vì sao? Tại vì là xem phim trung học Hàn Quốc là rất là hay uống đúng, cái sữa này này. Công nhận, nếu các bạn để ý thì sẽ thấy rất nhiều trong phim. Rồi. Chị vẫn thích cái dòng sữa mà nguyên chất này nhất ấy. Uống ngậy ngon dã man luôn ấy. Còn đối với em thì em rất thích cái này. Thực sự là mình rất là thích, một sự kết hợp nó rất là lạ. Em cũng thích cái này. Bình Quy Trung Quốc của BTS uống này. Ừ đúng rồi. Có 3 vị luôn, dâu này, dưa gang và chuối. Đúng rồi. Các bạn nếu mà sang Hàn ấy thì các bạn sẽ được uống cái sữa chuối tươi sẽ được đắm trong cái lọ như này. Còn bây giờ thì sẽ có những sản phẩm sữa như này. Chắc chắn là hương vị mình đã được uống thử rồi, hương vị của nó cũng rất là giống. Dạ. Ok, hãy thử nhá. Sữa chuối. Yo. Ok. Mình dưa gang rõ cực. Ui, công nhận. Sữa này ngon nhờ. Đây được xem như là kiểu sữa quốc dân của Hàn Quốc ấy bạn. Pink Grey này. Và các bạn có thấy rằng là cái thương hiệu này nó rất là quen thuộc không ạ? Đúng rồi. Cái thương hiệu này nó chính là cái thương hiệu kem cá mà chúng ta đã ăn ban nãy. Đấy. Sữa chuối Pink Grey lắm. Đúng rồi, Pink Grey đây. Pink Grey đây. Là cái thương hiệu kem cá mà chúng ta đã ăn ban nãy và họ có cả cái dòng sữa như này nữa. Nói chung là sản phẩm họ rất là đa dạng. Made in đi. Đây là một cái loại sữa mà sẽ rất phù hợp cho những bạn nào mà ăn kiêng, ăn ít clean ấy. Ăn kiêng à? Đây là một loại sữa hữu cơ. Thế thì anh Huy là chắc chắn là phải mua cái sữa này về, tại vì là bây giờ là anh Huy là đang đi bơi và ăn kiêng à. Rồi. Cái này thì cũng có 3 vị này. Đây là quả táo à. Đây là cà rốt ạ. Cà rốt, còn đây là vị hoa quả. Hoa quả. Nhìn rõ xinh mà chị vẫn chưa thử lần nào. Ôi, yêu này yêu quá. Xinh lắm. Lần đầu tiên nhìn thấy cái màu này, cái màu này xinh này. Ui, cái chú chú cải bắp này. Màu nào cũng xinh ấy. Màu nào cũng xinh. Đây là chú củ dền đây này, chú củ dền đỏ. Củ đây là chú súp lơ. Chú súp lơ. Đấy. À, bảo sao mà phù hợp với những người ăn kiêng bởi vì nó đều là thực phẩm hữu cơ. Hữu cơ đúng không? Hữu cơ. Thấy rằng là cái kích thước của cái sữa này nó rất là bé, nó chỉ là mini cái trong lòng bàn tay của mình thôi. Mà cái bút này cũng rất hay nhá. Cái bút mê lăng ấy. Sẽ nhìn yêu nhỉ? Trời ơi. Ban đầu em nghĩ rằng nó sẽ là vị súp lơ hoặc là vị cà rốt các kiểu, nhưng mà không, nó là tất cả vị của tất cả cái này luôn. Táo này, cà rốt, có cả rau củ các kiểu luôn. Còn của chị thì nó đậm vị táo, uống thì nó khá giống với loại nước ép hoa quả, nhưng cái vị nó thanh mát giống như kiểu nước ép táo. Mấy cái chai của em là hoa quả tổng hợp à, nhưng mà rõ nhất là vị táo ạ. Của em cũng rõ nhất là vị táo. Cái nước ở phía bên trong ấy đấy thì nó sẽ khá là trong, và nếu như mà nó trong đây thì chắc là không đấy, là nước ép đấy, không phải sữa đâu đúng không, chắc là đây là nước ép hoa quả thôi. Đây là cái sản phẩm nó sẽ dành cho những ai mà đang có trong cái chế độ ăn healthy. Đúng rồi, giống như là ông Huy này là đấy, cảm giác là nước ép nhưng mà lại không có đường. Ok, tôi vô cái nào, vô cái rồi vô rồi. Cái xinh quá. Đây chị có thể đổi cho em. À, em có thể đổi cho chị. Thì nó có giống nhau. Bây giờ mình chuyển sang cái loại này đi. Dơ. Không say không về. Ui, công nhận là sữa nguyên chất lúc nào cũng rất là kiểu như là chuẩn nhất ý. Hơn bị sữa còn không có đường, không có bị đường một tí nào cả. Uống em không biết mọi người nào nhưng mà em cảm thấy là sữa nguyên chất nó rất là giải khát ấy. Uống lúc nào cũng được không? Nghĩa là chị thấy khá là mát. Chị thích uống sữa nguyên chất hơn. Mát nhẹ. Nhưng mà vẫn thơm, bị sữa không nhấy một tí nào cả. Nó khác rất nhiều so với lại cái loại sữa này. Nếu như mà cái loại này thì nó rất là đọng lại chúng ta cái vị sô cô la. Cái loại này nó rất là nhẹ. Đấy. Nó ngậy đó, ngậy nhưng mà nó lại béo, nó cảm thấy béo, không béo ấy. Mà mọi người biết không? Chị đọc trong nhiều bài với cả xem nhiều clip ấy là thầy Park hay cho thầy Park hay cho các cầu thủ của U23 của mình uống sữa Hàn Quốc này lắm, để kiểu là tăng cường sức khỏe. Rồi, thôi uống đi mày, chị vào uống đi, uống hết đi. Ok. Mày uống cái sữa này thông minh đấy, uống đi. Okay. Anh Huy cố tình cho mày đi để bồi bổ đấy. Vâng, cũng được, sữa tốt thì mình cứ uống thôi. Nói chung là chất lượng gì ạ? Nguyên chất quá. Đúng rồi. Cái này nhưng mà em nghĩ là ấy, mua sữa này về ăn với những cái đồ của Việt Nam ấy. Ví dụ bánh là, đúng rồi, ví dụ sắp tới là bánh trung thu đây, bánh trung thu ngọt đúng không? Đúng rồi, uống cái này và ăn với cả bánh trung thu nhân thập cẩm thì cứ gọi là thôi rồi. Nhưng mà chính nghĩ là những loại sữa nguyên chất mà cái vị nó ngon này mà được ăn với những cốc mà các vị trộn vào cho sữa mà ăn buổi sáng phê luôn ấy. Thôi em cũng đừng không chị, ăn đi.
đi ăn lâu đi. Đây rồi. Đây, 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 đây chính là ngũ cốc này. Sau khi dạo quanh một vòng Vincom Trần Duy Hưng. Ok. Cái này nhá, không phải là chỉ các bạn nhỏ mới thích đâu các bạn ạ, mà chính bọn mình cũng rất thích luôn ý. Ăn sáng nhanh gọn mà lại còn ngon nữa. Ui, chỉ có thể ăn hết cả bát này mất. Thơm nhờ. Mà ngũ cốc này ngũ cốc gì mà ngon này. Dẻo dẻo vào cái miếng mứt dẻo dẻo ấy. Này để em ăn thử. Đây là Seoul Mew ấy. Ừ. Nghĩa là cái ngũ cốc này nó trộn với cả Seoul Mew đúng không? Ừ. Là cái loại này thôi đúng không? Đây này. À cái loại này. Xanh này. Đó, nói chung ấy là các bạn không chỉ là có thể là uống sữa mà chúng ta có thể kết hợp được sữa với lại những cái món ăn khác, ví dụ như là ngũ cốc này. Là bánh trung thu. Và bánh trung thu nữa. Đấy. Theo phong cách hải chiều. Rồi, bên cạnh những loại sữa tươi này thì chúng ta còn có cả nước ngọt có ca nữa của Nam Giang. Nước ngọt luôn. Mọi người thử uống Việt Nam nào. Chúc. Mình sẽ uống vị dâu. Rồi, mình sẽ uống vị cam. Rồi. Ok, à bây giờ thì sổ đi. Bắt nắp đi anh em. Này cái này đúng là cắt bia luôn đấy. Ủa nắp. Ui, sổ nào rồi, rô, rô phát nào, rô lắp. Rô. Anh nghĩ là cái này có ga luôn này. Có ga nhưng mà không bị sộc quá. Chị không thấy là cái lúc mà mình bật ra nó quýt quát à. Ừ đúng rồi. Này cái này của Nam Giang. Nam Giang thì còn có cả sữa bột các bạn ạ. Ngoài ra thì trong 8 gram sữa ấy thì có Yidong Foodie với cả Lotte Food đúng không? Lotte Food là chỉ có sữa bột thôi cho nên là bọn mình chưa thử được. Nhưng mà hai hãng sữa đấy cũng rất là nổi tiếng cho mẹ và bé. Chị Yến. Nói chung là ngày hôm nay thì bọn mình đã thử được rất là nhiều sữa này cũng như là bây giờ cả nước ngọt. Có ga. Có ga nữa. Mà vẫn đậm vị hoa quả. Rồi. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại một cái mà biết rằng các bạn rất là mong chờ. Một cái bất ngờ dành cho những ai mà tham gia sự kiện này. Sẵn sàng chưa? Đi thôi. Đúng rồi. Đủ ba dấu rồi. Ba dấu rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi nhận quà thôi. Lấy album của BTS thôi. Và sau đây 3 dấu thì các bạn sẽ ra những cái phong thư này để bốc cho may mắn. Và sẽ nhận được, có may mắn để nhận được quà. Rất là hay đến từ BTS. Đây là album của BTS này. Đây là bom này. Và chúng ta sẽ có lightstick của BTS và có cả một thẻ tàu điện ngầm đúng không chị? Đúng rồi. Đấy. Nhưng mà ngoài ra thì nếu mà không may mắn để nhận được 3 món quà giá trị này thì các bạn cũng có thể nhận được những lốc sữa này hoặc là những món quà khác nữa. Nói chung là các bạn yên tâm là sẽ không thiếu quà trong ngày hôm nay đâu. Uầy, trong này hình như là có cả ảnh, cả đĩa. Cả rồi chị ơi, có cả ảnh của tất cả các thành viên này. Ôi, cái này cái giá trị lắm này. Đúng rồi, cái này là giá trị nhất luôn đấy. Và sự kiện lần này sẽ được diễn ra từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, nghĩa là cả ngày luôn các bạn. Đến lúc nào cũng được, xuyên cả ngày chủ nhật luôn. Thế nên là các bạn yên tâm nhá. Nhớ là tầng 1 Vincom Trần Duy Hưng nhá. Đúng rồi. Đến ngay đi. Và đang có rất nhiều những phần quà hấp dẫn đang chờ đợi các bạn phía trước đấy. Các bạn hãy đến ngay đây nhá. Còn bây giờ thì xin chào và đừng quên subscribe cho hôm nay gì nhá. Chúng ta cái channel nữa. Cái TV nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.